Xin chào các bạn thân mến, InFocus là một thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ. Có lẽ nó còn khá lạ lẫm đối với đa số những người đang xem clip này. Thế nhưng thật ra hãng này lại không hề lạ chút nào bởi vì hãng này cực kỳ nổi tiếng với việc sản xuất máy chiếu. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một smartphone mà hãng sản xuất dành riêng cho thị trường Đài Loan, có tên là M810T với mức giá vô cùng hấp dẫn, chưa đến 4 triệu đồng. Và ngay bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy này. Đầu tiên là mình có máy nhé, các micro USB, một que chọc SIM và cuối cùng là một củ sạc 5V 1A của InFocus. Quay trở lại với nhân vật chính M810T của InFocus. Chiếc máy này có một thiết kế vô cùng bắt mắt, đối với toàn bộ phần viền này đều được làm từ kim loại, còn mặt phía bên trên và dưới được làm bằng kính cường lực rất bóng bẩy. Tuy nhiên nhìn tổng thể chiếc máy này lại cho mình thấy nó khá giống với Sony Xperia Z. Còn phần họa tiết đường tròn đồng tâm ở phía đằng lưng này thì lại làm mình liên tưởng ngay đến Zenfone. Tuy nhiên vẫn phải công nhận rằng thiết kế của máy đẹp hơn so với những chiếc máy ở cùng mức giá. Ở mặt đằng trước chúng ta sẽ có cảm biến, loa thoại, camera 5 megapixel, bên dưới là ba phím điều hướng, loa ngoài và một đèn LED để thông báo trạng thái. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có khe cắm thẻ SIM và khe cắm thẻ nhớ. Phía bên cạnh trái là một phím nguồn, còn ở bên dưới này là phím tăng giảm âm lượng được làm lồi lên trên. Bên trên chúng ta có microphone, bên dưới là cổng micro USB, microphone và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Ở mặt đằng sau chúng ta sẽ có một camera chính 13MP, đèn flash kép và cuối cùng là logo của InFocus. InFocus M810T sở hữu một màn hình với kích thước 5.5 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Hình ảnh mình nhận được từ chiếc máy này khá sắc nét. Chiếc máy của chúng ta hiện nay đang chạy hệ điều hành Android 4.4.2 và có thể update được lên phiên bản cao hơn. Còn chip Snapdragon 801 4 nhân, xung nhịp 2.5GHz cùng với dung lượng RAM 2GB, và bên cạnh đó thì máy có bộ nhớ trong là 16GB và có hỗ trợ thẻ nhớ. Mình sẽ đi sâu vào đánh giá chi tiết chiếc máy này trong clip sau. Nếu như bạn thích, bạn có thể mua máy tại Hoàng Hà Mobile với một mức giá và các thông số như trên thì mình nghĩ là trong thời gian sắp tới đây, M810 sẽ cực kỳ hot trên thị trường của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.